Nhận định bóng đá Sài Gòn FC với Nam Định. 19h15 phút ngày 28/33, Sài Gòn FC vừa có trận thua xít sao trên sân Gò Nâu ở vòng 5. Vì thế mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Shimoda trong chuyến về sân nhà tiếp Nam Định là phải có điểm, thậm chí 3 điểm. Tuy nhiên, điều ấy chẳng dễ dàng cho họ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Trận đấu trên sân Gò Nâu gặp chủ nhà B, Bình Dương cách đây vài ngày, Sài Gòn FC tiếp tục nếm mùi thất bại. Dẫu tỷ số khá xít sao nhưng có thể thấy lối chơi của đội bóng này thực sự có rất nhiều điều đáng bàn. Huấn luyện viên người Nhật Bản muốn các cầu thủ của mình chơi kiểm soát bóng và cống hiến, nhưng thực tế trên sân lại khác hẳn khi họ chủ yếu đá phòng ngự phản công. Điều này cũng dễ hiểu, bởi với lực lượng ngoại binh cao tuổi và chất lượng chỉ ở mức trung bình, trong lúc các nội binh không nhiều người nổi trội, nên thật khó để đòi hỏi cao hơn. Đó là chưa kể khâu ghi bàn của đội bóng này cũng nhiều vấn đề. Hai bàn thắng ở hai trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đều của Đỗ Mơ Lầu. Trong lúc cầu thủ này đã cao tuổi và không thể di chuyển nhiều, nên số bàn thắng không nhiều và rất mong manh. Thậm chí quá chặt Mơ Lầu là xem như Sài Gòn tắt điện. Trong khi đó, Nam Định đang có chút hứng khởi khi vừa có trận thắng 1-0 trước Bình Định ngay trên sân nhà Thiên Trường, nên tinh thần đang lên khi di chuyển vào Nam đối đầu với chủ nhà Sài Gòn. Tuy nhiên, lực lượng của đội khách của chẳng hơn là bao so với chủ nhà, nhất là đội bóng Thành Nam lại thường đón nhận thất bại khi rời xa sân nhà. Nhìn tổng quan, chủ nhà Sài Gòn có chút ưu thế khi đá trên sân nhà, nhưng xem ra điều này cũng chẳng mang lại lợi ích mấy cho họ, khi các khán đài sân thống nhất của đội này vốn không đông. Chưa kể việc thanh lý gần hết lực lượng ở mùa giải năm ngoái càng khiến nhiều khán giả quay lưng với họ. Xét lịch sử đối đầu, ưu thế cũng thuộc về Sài Gòn FC. Trong 9 lần gặp nhau, họ thắng 4, hòa 3 và thua 2. Tuy nhiên, trước một đội khách Nam Định đang hưng phấn sau trận thắng vừa qua, cũng chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Dự đoán 1-1. We'll be right back.